Vâng, hiện tại đang là 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong một bộ sập thờ Mai Điểu, cả bàn cơm cho một anh khách hàng là anh Tần ở tại Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây là trên màn hình là bộ sản phẩm của anh đây. Thì trước khi chúng tôi hoàn thiện và bàn giao đến nhà cho anh thì tôi có quay lại một video là giới thiệu đến quý vị khách hàng cũng như là gửi cho anh Tần xem. Bộ này là bộ chân 20 được đục chạm Mai Điểu bằng chất liệu gỗ hương huyết của Nam Phi, có kích thước là 197, 107 và 117. Đây là chiếc sập thờ, còn bên dưới là chiếc bàn cơm nhỏ. Chiếc bàn cơm này thì là cũng có kích thước là 67 và cao 47. Cũng có lối đục chạm Mai Điểu tương tự như chiếc sập thờ này. Mẫu mã nó cũng tương tự nhưng mà kích thước nó nhỏ hơn. Là chiếc bàn cơm đây. Tôi quay tổng thể của bộ sản phẩm cho quý vị khách hàng có thể hình dung được. Cái phần đục chạm của chiếc sập này thì nó cũng rất là đẹp. Quý vị có thể thấy rất là sinh động, và những chú chim mà và những bông hoa được đục chạm rất là cầu kỳ và sắc nét. Đây, phần ván mặt, mặt là mặt liền hai tấm vân gỗ rất là đẹp và sạch sẽ, Đây là phần chân. Đó, tôi quay qua và quý vị có thể hình dung được cái sản phẩm rất là đẹp. Mộng mạng cực kỳ là kín và sắc nét luôn. Trên cổ thì cũng có lưỡng long chờ nguyệt, nhưng mà hai chú rồng này thì được chúng tôi đục hóa thành những cành cây, cành hoa rất là đẹp, cuốn thư cũng vậy. Đây, phần cổ là có bầu rượu cuốn thư và những trái đào 5 đồng tiền thì tượng trưng cho tài lộc cũng như là tiền tài, rất là ý nghĩa. Những hoa văn đường nét ở đây thì vô cùng là ý nghĩa. Đó, bộ sập thờ này thì là kích thước chân 20 là rất là hợp lý và hầu như là vừa vặn với tất cả những không gian phòng thờ nhà các bác luôn. Nó rất là vừa. Chất liệu gỗ hương thì là một chất liệu gỗ khá cao cấp. Trong thời gian gần đây thì cũng rất là nhiều khách hàng ưa chuộng chất liệu gỗ hương này. Thì giá thành nó tương đối hợp lý mà độ bền thì cao. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết những cái video clip của chúng tôi. Thì ai có nhu cầu hãy liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816. Xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Để tôi lướt qua một lần nữa cái tổng thể sản phẩm cho quý vị xem nhé. Oh.